Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sửa lỗi phông chữ trong Word khi copy dữ liệu trên mạng internet về. Giả sử như ở đây tôi có một văn bản, thì bạn quan sát văn bản của tôi này, mỗi đoạn là một phông chữ. Đó. Nếu mà để như thế này á, nhìn rất là khó chịu. Còn nếu như các bạn chúng ta chuyển theo cách thủ công, tức là các bạn chúng ta quét chọn toàn bộ những chỗ nào bị lỗi phông chữ á, và các bạn chọn vào phông chữ Thanh Ni Roman, đó, thì chưa chắc nó đã chuyển đúng phông chữ nha. Có kiểu chữ VN Time chuyển qua Thanh Ni Roman, nó bị lỗi phông. Thì làm sao để chúng ta có thể là xử lý một cách triệt để nhất? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ tiến hành là copy một đoạn văn bản chuẩn nhất nha. Đây là cái đoạn văn bản có định dạng chuẩn nhất mà tôi muốn là áp dụng định dạng của cái đoạn này cho những đoạn còn lại. Thì tôi sẽ quét chọn vào nó này, sau đó vào tab home, chọn vào format pattern, chọn vào. Thì lúc này á, con chảo chuột của tôi, đây khi tôi chọn vào format pattern này, đây, thì con chảo chuột của tôi á, nó sẽ có biểu tượng hình cái chổi. Bây giờ tôi sẽ quét chọn vào các đoạn bị lỗi phông, quét chọn toàn bộ nha, để tôi tiến hành là dán định dạng ở trên cho các đoạn bị lỗi phông. Sau khi quét chọn xong rồi thì tôi sẽ thả chuột ra. Thì lúc này á, nó sẽ áp dụng định dạng vừa rồi cho các đoạn bị lỗi phông. Đó, bạn thấy không? Lúc này á, nó đã đẹp hơn. Đó, nhớ nha, khi các bạn quét chọn vào đoạn văn bản chuẩn này, chọn vào format pattern này, thì cái dòng format pattern nó sẽ có một nền xám thế này nha, tức là các bạn đang chọn vào nó. Còn nếu mà nó hiển thị thế này, tức là các bạn không chọn vào nó nha. Rồi, còn những chỗ á, nó bị lỗi định dạng thế này này, tức là giãn dòng, giãn đoạn á, nó lỗi thế này. Làm sao để chúng ta có thể là chỉnh nhanh, xóa đi định dạng á, thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Vào tab home này, đầu tiên là chúng ta sẽ quét chọn vào nó là vào tab home, chọn vào dòng page này, có mũi tên chỉ xuống, chọn vào dòng page. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là page special. Tiếp theo các bạn chọn vào unformatter test, bấm vào ok. Đó, nó sẽ xóa nhanh định dạng nha. Đó, lúc này đoạn văn bản của chúng ta đã nhìn đẹp hơn và nó sẽ xóa mọi định dạng bị lỗi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sửa lỗi phông chữ trong Word khi copy dữ liệu trên mạng internet về máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.